Boss đã chịu. Rồi. Chắc chạy quá không sắc cờ đâu. Sắc cờ phải nổi. Sắc cờ chứ, sắc cờ thử đi chứ. Khỏi cầm bơm rồi đó. Trời, tự nhiên tóm cho con TG cho con này. Bây giờ chạy hay gì? Trời ơi, Tâm ơi, Tâm xài đi Tâm ơi. Mát nhìn, coi vót của Tâm á. Tâm mở có một hộp một lần đi quá. Dịch cọc vay liền luôn á. Xài đi chứ, chỉ đánh tóc mà dễ chứ. Thôi mở một lần, thôi mở hai ba chục hộp không mà còn dư nữa vay liền. Tâm mở một lần, Tâm bấm một hộp. Mà Tâm mở giống như kiểu 6-7 hộp khác nhau. Má nhìn cọc vay liền luôn. Bro. Nó tâm xài đúng tiết kiệm luôn. Tao là chơi game mà mất dẹp đó. Những người free to play là đang câu căng. À. Nhưng mà mấy cái đó nó free mà. Biết farm được mà. Chứ lại thử. Cái đó mình craft được ở trong stronghold mà. Lượm đi lượm lên lượm đam rồi đi nha. Đừng mọi người đang đi gì? Là cái nó như là chưa bao giờ có cuộc chia ly á, kiểu nhớ hết luôn. Cái nào shopper nhiều quá mình nhớ luôn, cũng vô quên. Sắc cờ kìa. Sắc cờ nè. Ngon. Rồi đủ. Ngon. Rồi cường hay này cường. Rồi nó sủi rồi kìa. Đâu quên. Má chỗ này cho nó sủi luôn chứ. Quên. Trời ơi cái điểm. Nó chạy to đánh luôn rồi. Bây giờ cái dòng của Ganoth nó đã là cái gì nữa chứ không ai cá. Cái nó nhỏ hơn, cái gì nó khó hơn cái map này. Thì tại cái map kia mình chọn được cái dòng bên cái dòng bên đó là chỗ nào. Thôi điện mình đi lúc nào cũng dễ hơn ta hết trơn. Tại thôi điện mình có hai sập nè. Đâu có người thứ ba để ăn mấy cục này đâu. Hai bạn đi ghế ăn là xong. Là đủ đam để đưa. Nè. Ê. Nó quay mặt bên kia. Như chưa có cuộc chia ly luôn á. Đánh không quay. Cái cụ với nó qua phải chứ. Thôi tắt. Nhảy à. Tắt gà đó kìa. Cái cây Sucker của mấy con boss ở trong challenge chắc nó ít hơn. Con này thấy Sucker dễ. Không, gọi là đúng mật. Tập rồi. Chuẩn bị cao tờ. Chỗ. Mà cho nó sủi đi. Lên rồi. À chạy đâu kìa. Ồ cái build lần này cái build tính tiền flare của bạn hậu thấy hơi cao nha. Nãy giờ quăng chắc cũng chục cái flare rồi đó. À, bạn chứng đâu, receive đâu. Bạn chứng ok. Rồi xui cho hậu rồi. Nãy giờ Tâm đang livestream. Xu cà nè. Xu cà nè. Thấy mẹ rồi. Bằng trời ơi, còn nghe được cái câu họ nói bằng chứng đâu. Trời ơi, rõ ràng. Chết, lát được một clip lại mới được. Lát lên coi stream của Tâm clip lại. Scammer. Lên có phốt liền.
còn gì để nói. Mẹ rồi. Never stay online. Ờ đổi face mọi người. Mê bỏ đi bỏ đi bỏ đi, chỗ này cái chỗ mình bị mất một một bên nè. Anh ta lưu nó ra giữa xíu mà. Ừ, lưu nó ra giữa rồi lát nữa nó đi nữa mình bỏ nha. Chạy lên chơi. À hiện tại đang quýnh không có đam nên tôi phải đổi đi ra nữa. Chỗ luôn nghe xa à giờ luôn báo quên quên vụ. Trời ơi, chúa tể bóng đêm. Ai cũng là chúa tể bóng đêm á. Cùng chiều á. Có này mọi người chắc biết rồi. Đi mực như sân siêu. Mời tiếng đây ba cát mà. Nhưng không biết cái này nó kỳ lắm á. Chiều ơi. Hay con này nó trâu quá. Nó trâu thiệt luôn. Này cho nó ra phải xíu luôn đi coi ơi. Tính ra tôi đang đứng, tôi đứng sau bạn luôn. Ok. Má nghĩ hai tuần sau gặp nó nữa, quải ghê luôn á. À bên nó bị ép mà, nó yếu xìu à. À dễ mà. Nãy giờ đánh chưa thấy struggle luôn. Thấy trâu. Mày dân dân quải. Tại tốt nghiệp nó rồi giờ quay được 7 phút. Lâu đâu cái này nó lại dòng cái mà cái này của con này nó tại cái mà cái này